Chào mấy anh em nha. Nay em giới thiệu cho mấy anh em hai chiếc máy cày nha anh em. Đầu tiên là con Mitsubishi 2000. Đời này là đời FD nha mấy anh em. Hai cầu, hai máy luôn nha mấy anh em. Tiếp theo là con Shibora S1000 nè mấy anh em. Hàng nồi đồng có đá. Con này cũng hai cầu luôn, hai máy luôn. Anh em nào có thiện chí mua một trong hai chiếc này thì liên hệ em nha. Số điện thoại là 035 829 1644 nha. Shibora S1000 hai cầu hai máy, giá là 42 triệu nha mấy anh em. Mitsubishi 2000 FD hai cầu hai máy, giá cũng là 42 triệu luôn nha. Rồi, mến chào mấy anh em. Hẹn gặp lại những video tiếp theo.